Almas. Vâng, quay trở lại với trận ACDN thứ hai giữa game thủ Tiến Dũng và Quang Bằng rồi. Đây là một bài ACDN rất đẹp đến từ Tiến Dũng. Đôi voi, bãi quả phủ, bầy hiêu, nhà khung nét đẹp luôn. Không thể chê được. Qua hai trận thi đấu đầu tiên, nội dung AC chúng ta có thể thấy được rằng game thủ Quang Bằng là một cái gì đó rất khó để có thể vượt qua. Vài khung đen đẹp đồ ăn đủ dành cho game thủ mùa 1. Bãi quả phủ 6 cây. Bây giờ con voi thứ hai chuẩn bị được đưa về. Bắt đầu xuất hiện những sự vội vàng và thiếu chỉnh chu cần thiết dành cho cái thủ 1. Bê đóng hơi vội. Đóng những chiếc bê trông một chút gì đó hơi thiếu tinh tế. Cho dù đó là chiếc BE có thể nói là có khả năng dự đoán được đi quân của đối phương sớm, nhưng cũng chưa cần đến mức như vậy. Đầu tiên có phải là khung nhà cái đã. Một chiếc BE đẹp tiếp theo dành cho bầy hiêu và cánh rừng ở phía bên dưới. Ổn quá đẹp. BE đóng ở trên dốc, cao cao lên một chút ở đây là đẹp nhất rồi. Thêm một chiếc BS nữa. Siêu siêu khỏe. Bài lên xong có gỗ thừa nhoe nhét để vẽ ruộng. Muốn vẽ bao nhiêu ruộng thì vẽ. Bên kia 16% giò, còn hiện tại bên này đang là 13. BM đóng ở đâu chúng ta cùng chờ xem. Không giò vị trí giữa hai cánh rừng nữa. Có lẽ cạnh BE là BM luôn. Còn BA cao phía bên trên này. Đây là BM. Cộng 1 dân vẫn được, đúng không?
lên xong vẫn có thể kích được luôn chặt gỗ. Và sau đó thì về quây ruộng, đánh theo kiểu bài của Sen Long, vừa phải đúng kích được cái chặt gỗ, và sau đó thì về ôm gỗ và đắp ruộng. Một trận đánh chưa lỗi và chưa tỉ vết, kéo bớt nông dân ăn quả ở ngoài về và quay thêm ruộng. Rất khéo đúng cái con vực của cánh rừng, đúng một lối đi dành cho nông dân kéo về để đắp ruộng. Ra ruộng nhanh mày này nhá, nhiều gỗ đấy, cứ ra thoải mái đi. Đây là một bài đấu mà không lo bị mong, đảm bảo như vậy. Tương đối mượt và nhịp nhàng. Bài 1/44 là tham này hôm nay. Năm nhà BA vẫn đều, dân vẫn ra được. Đây là một cơ hội rõ rệt, không thể rõ rệt hơn để có được chiến thắng đầu tay ở trong trận thi đấu chung kết. Bây giờ thì tự tin đẩy tất tay rồi, không như lúc nãy đẩy một cung giờ nữa. Tự tin đẩy tất tay một tên, đâm luôn máy gỗ này, đâm luôn máy gỗ đối phương này. Ông nhà BA, nhà BA. À này, chắc chắn cái thủ Quang Bằng sẽ đứng thủ tơn đầu, không bao giờ đẩy quân đi tơn đầu. Đây rồi, Quang Bằng. Hy vọng tờ này nó đâm thẳng vào ruộng chính của Quang Bằng được. Kìa, đúng ruộng, đúng ruộng, đúng ruộng. Đấy, chuẩn lắm. Vâng, đi tờ 5 cung này cực chuẩn. Quang Bằng rất yếu, tờ này đẩy tất quân lên nha. Cứ ra đâu đẩy đấy, ra đâu đẩy đấy. Hay lắm. Năm mươi sáu chứ 60 là tham này hôm nay. Tiếp tục lao ở phía trong cán dân. Vâng, tên phản công nào chết tên đấy mà nhà này không bao giờ bị móc được. Thủ quân lại đứng hết ở phía bên ngoài, đốt e bây giờ, đốt e rồi không đấu quân nữa. Móc ở phía bên trong một tên này là đủ rồi, còn đứng tất ở phía bên ngoài đốt e. Cứ dãy FBE đốt thôi. Đấu không đấu dốc kìa. Dình bắt quân đi một tên, đúng rồi, đi theo một tên hướng cũ như vậy nữa. Và sau đó thì đứng dốc và bắn quân thôi. Không dạy gì đấu với ông à, tôi đang khỏe, tôi gì phải đi đấu với ông. Mất sức ra, nếu cắn nông dân là xong rồi. Ô, tên quân cũng bị móc đến từ cái thủ màu 5. Thì tên này chắc chắn cái thủ màu 5 sẽ không bao giờ móc được. Đứng dốc toàn tập, chơi, 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 chơi đi.
đến tầm đấy vẫn phải suy nghĩ nữa. Điều đây, điều đây, đúng rồi, ăn tới đấy xong với một tên xoay tham nhá. Bảy mươi hai trên 80 đấy, đi cứ đi kiểu như vậy thôi, không cần gì nhiều. Thế thôi, cứ đi kiểu như vậy thôi, không cần nhiều. Và bắt đầu cắn dần tiếp ở phía bên trong, hình như đang để đấy trồ sao ấy. Không, không có đâu, không có đâu. Ai là cái BC nhà chính mới đàng hoàng, chơi chưa. Càng BC càng nhà chính mới tầm này càng mình càng ốp được. Lên tất quân, lên tất quân. Ốp thẳng mặt. Không, 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 đi vòng lại nhà BA của nó, đi vòng lại nhà BA của nó. Vẫn chơi được, nhưng mà mình đồng hơn nó khác. Úi xài, chơi đấy, chơi. Sau vào dí thẳng vào giữa đàn nó bắn. Xong liên tỏi vào, đừng thọt một tên nào. Dí thẳng mặt, đúng rồi, cứ thế. Như vậy tỷ số được cân bằng ở nội dung ACDAN một đều. Chiến thắng đầu tiên dành cho Tiến Dũng ở trong ngày hôm nay. Đen.